Hello mọi người có khỏe không? Thì hôm nay bên Hà là tháng 3 hả? Giữa tháng 3 rồi thì tưởng là nó ấm, Hà tưởng là nó hè rồi đó. Tại thấy hoa tulip nhà Hà nó cũng bắt đầu chồi chồi lên rồi, chồi chồi mầm lên rồi. Nhưng mà tự nhiên hôm nay cái tuyết nó đổ xuống mọi người. Nó đổ xuống nhưng nó tan liền chứ nó không có chất đống 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 như hồi tháng 1, tháng 2 nữa. Thì nói chung là đại khái là bây giờ là người ta vừa mới đổi giờ xong á. Ví dụ như bên Hà đang làm, ví dụ như Hà đang là 9 giờ sáng đi thì của mọi người sẽ là 8 giờ tối đó. Nói chung là sẽ lệch nhau tầm 11 tiếng hả mọi người, lệch nhau 11 tiếng. Thì tại vì bây giờ hè nó thời gian nó dài hơn nên là chính phủ họ đổi giờ. Hà thấy cái đổi giờ này cũng cũng hơi phức tạp á mọi người ha. Thật ra cũng chả cần thiết để đổi giờ lắm đâu, nhưng mà Canada thì từ xưa giờ lúc nào là họ cũng đổi giờ rồi. Bên Hà bây giờ bắt đầu là chuyển sang, ngày xưa là 4 5 giờ nó tối hù rồi, bây giờ thì phải 6 7 giờ thì mặt trời mới lặn. Và càng sang tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì mặt trời sẽ lặn trễ lắm, tầm 8, 9 giờ là bắt đầu trời mới tối. Hôm nay Hà review sơ cho mọi người cái con xe mà Hà mới mới thuê thôi chứ không phải là mới mua. Hiện tại là xe nhà Hà mất hơn 2 tháng rồi và bảo hiểm bây giờ họ không có trả tiền thuê xe cho Hà nữa, họ bắt Hà phải trả. Thì con xe này Hà thuê với giá là 48 đồng một ngày, rất là mắc mọi người. Hai vợ chồng mà đi làm một mình, Hà đi làm là giờ không đủ trả tiền thuê xe luôn đó, cả chi phí các thứ thì rất là nhiều. Nhưng mà giờ Hà không không còn sự lựa chọn nào khác hết. Thì cảnh sát có báo với vợ chồng mình đó là đã tìm được xe của Hùng Hà rồi, nhưng bây giờ là phải để họ điều tra xong thì họ sẽ release cái xe của mình ra, sau đó họ sẽ gửi xe của mình đến cái chỗ sửa xe. Thì chỗ sửa xe đó họ sẽ sửa hết bao nhiêu, bảo hiểm thanh toán, rồi cuối cùng nói chung là Hà không biết bao lâu nữa mới lấy được xe về. Thì trong cái quá trình chờ đợi thì Hà sẽ phải thuê xe và phải trả tiền con xe này. Bảo hiểm họ chỉ trả cho Hà 2 tháng tiền tiền thuê xe thôi. Bây giờ đã qua 2 tháng rồi. Nói chung là không hiểu tại sao cái bảo hiểm này nó không trả. Lúc trước Hùng Hà bị tông xe thì là cái bảo hiểm kia họ trả hết cái tiền thuê xe cho mình luôn. Duy nhất cái công ty này á, là Hà không hiểu tại sao họ làm ăn như vậy. Nói chung là cũng do mình lần hồi đầu họ đã có những cái list cover rồi, nhưng mà mình kiểu như mình không có nghĩ đến cái trường hợp xấu nhất á. Tại lúc nào cái trường hợp xấu nhất á là thật ra anh chị người Việt hay ai cũng vậy, đều chia sẻ với Hùng Hà là bảo hiểm sẽ lo hết, sau đó là họ sẽ tăng bảo hiểm hàng tháng của mình sẽ trả từ từ. Nhưng còn không, bây giờ là cái tiền thuê xe là Hùng Hà phải lo á mọi người. Đây mọi người ơi, lúc mà tuyết nó tan ra Hùng Hà mới thấy là cái công ty xúc tuyết nó làm bể ba cái miếng gạch của nhà Hùng Hà. Mà năm năm ngoái á, là nó xúc bay đi một cái cây hoa rồi. Hà thấy họ gắn cái đây nè, họ gắn cái tấm này nè mọi người, là để là họ không có đụng vô cái sân hàng rào nhà mình. Rồi cuối cùng là năm nào họ cũng đó, năm ngoái họ xúc bay một cái cây tùng đi rồi, ngay đây nè. Năm nay họ làm bể mấy cái này chắc. Hùng Hà đang tính là năm sau Hùng Hà xin giấy phép của thành phố á, lắp cái lều á mọi người, lắp cái lều cái chòi trước nhà á thì phải xin giấy phép mới được lắp. Thì lắp cái đó mình sẽ không cần tốn tiền xúc tuyết nữa. Bây giờ một năm nhà Hùng tốn khoảng 600, 600 đến 700 tiền xúc tuyết, mà xong họ còn cứ xúc bay hết cây với lại làm bể đá của nhà mình nè mọi người. Đó. Này này Hùng Hà phải mua lại làm lại. Thì để coi Hùng Hà tháng 10 hả? Tháng 10 có tuyết lại mình mới xin. Không biết mọi người có nhìn thấy cái hoa tulip của nhà Hà á. Hoa tulip với lại cái hoa tiên ông mọi người, nó mọc chồi rồi nè cả nhà. Đó, đêm qua tuyết tan, tuyết nó rơi mà nó tan hết rồi, giờ nó mọc lên nè, đẹp ghê chưa. Đã thấy gì đâu mà đẹp, nhưng mà ý là tự nhiên nó mọc lên cái mình thấy kiểu là hè sắp tới đó mọi người. Mỗi mỗi ụ là trồng mấy cây á, để đi tìm coi, để đi tìm coi là còn chỗ nào nó mọc lên nữa không. Đây đây này, đây 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 mọi người. À vậy hoa tiên ông mọi ơi, cái này là hoa tiên ông nè, này tulip nè. Hà trồng mỗi ụ là mấy cây, mỗi năm nó mỗi mọc lại á mọi người, không biết nó có đẻ ra không thì không rõ. Là đây cho mọi người coi cái xe, mà cái xe hôm nay Hà thuê đây nè cả nhà. Con này tên là gì? Nissan à, Nissan 4 chỗ, mọi người thấy đẹp không cả nhà. Nói chung là bây giờ Hà không có khe, là không quan tâm là xe đẹp xe xấu vậy đó. Hà chỉ quan tâm là giá rẻ nhất là hai vợ chồng Hà thuê để đi đỡ thôi mọi người ơi. Đây cho cả nhà coi lấy bên trong nè, bên trong để cái ca xích của mì với ton đó. Nhìn nội thất ok lắm cả nhà, chạy êm lắm. Hà chạy Hà thấy êm hơn hơn cái con xe trước Hà thuê, bữa giờ đổi xe 2 lần rồi.
đổi cái xe thuê đó. Đây bên trong nè. Đây mọi người. Nó có máy chỗ sưởi sưởi mông cho mình á. Ngồi mà lạnh là có máy sưởi đồ đó. Cũng vậy thôi à, nói chung là đủ, nói chung con này khoảng 20.000 mọi người. 20.000 đô ca thì cũng rẻ đúng không cả nhà? Xe mới. Hôm nay Hà đi chợ coi cho mọi người xem là mua được cái gì. À, hôm nay đi chợ mua lặt vặt thôi, giấy vệ sinh, ngũ cốc. Nè, cái này đồ ăn sáng mấy bé nhỏ mọi người. Mua mấy này nó tiện nè, sáng dậy là su mì tự đổ sữa với cho em toan ăn, hai chị em tự ăn sáng, Hà không cần phải lo ăn sáng. Hoặc là pizza, bánh pizza thì Hà mua cái loại mini này nè, su mì tự nấu. Su mì tự nấu trong lò vi sóng luôn. Đây, mì ramen của Nhật nè. Còn gì nữa, Hà mua vậy thôi à. Giấy vệ sinh, sữa chua, trời ơi nó rơi lả tả mọi người. Sữa chua trứng, à có thùng phở Việt Nam nè mọi người. Phở Việt Nam, Costco bán luôn á. Sữa chua nè. Hà mua thịt heo để làm chà bông. Mua 3-4 kg, mỗi lần làm chà bông Hà làm tới 4 kg đó. Để ăn bánh mì sáng mọi người. Mấy bữa nay Hà bị lên ký á mọi người, nên là cái mặt nó cũng tròn hơn mấy bữa trước một chút xíu. Mọi người biết gì không? Tin tức Canada mấy nay rầm rộ đang tranh cãi cái vụ là cảnh sát Canada khuyên người dân là để chìa khóa xe để cho trộm nó dễ ăn trộm, nó khỏi đột nhập vào nhà. Tức là mọi người có thể để trong xe hoặc là treo ngay trước cửa nhà luôn để trộm nó không có vô nhà mình, nó lấy trộm chìa khóa xe. Mọi người biết là cứ 6 phút là có một chiếc xe tại Canada bị mất. Thì vừa rồi ở Toronto á, cái tỷ lệ mà trộm vô nhà ăn trộm xe á, ăn trộm chìa khóa để lấy xe là tăng 400%. Thì cảnh sát họ đang lo ngại là những cái người mà ăn trộm xe đó dạo này người ta còn mang cả súng nữa cơ. Thì họ muốn hạn chế cái việc rủi ro là chỉ mất xe thôi. Tức là tài sản thì mình có thể còn kiếm lại được, nhưng mà nếu mà ảnh hưởng đến tính mạng con người hay gì á. Người dân Canada thì thấy có nhiều người khá là phẫn nộ với cái chuyện này. Không biết là mọi người như thế nào chứ nhà Hùng Hài đã mất rồi, nên là cũng không có ý kiến gì về cái việc này cả. Bạn nào mà có nhiều tài sản quý giá trong nhà thì mọi người sợ nó vào nhà rồi nhiều khi nó đe dọa, nó súng nó bắn mình hay gì đó, thì tốt nhất là Hà nghĩ là cũng nên làm theo lời cảnh sát. Tại vì nạn mất xe ở Canada bây giờ nó hành ghê lắm mọi người. Để sẵn chìa khóa xe cho nó lấy luôn thì bảo hiểm đền cho mình. Đến thời điểm này là hơn 2 tháng mấy rồi nhưng mà bảo hiểm vẫn chưa có tin tức gì cho nhà Hùng Hà hết. Mọi người lưu ý là nó không phải đang trộm xe xịn mà đang trộm đâu. Những cái xe nào mà kiểu phổ biến rồi bền này, như nhà Hà là Toyota RAV4 đó, là những cái con nào nó bền, tiết kiệm xăng này nọ mà giá tầm trung đó, là nó sẽ ăn trộm những cái dòng xe như vậy. Hà đang bôi cái kem dưỡng ẩm thì chỉ cho mọi người cách bôi á. Bạn nào mà đang xài cái niacinamide với lại cái zinc 1% để dưỡng trắng da trị mụn á, nếu mà xài xong mà mọi người không có muốn đợi cho nó khô xong mới bôi kem dưỡng ẩm á, thì bôi giống như Hà, tức là Hà sẽ đập gì nè, Hà đập luôn kem dưỡng ẩm lên luôn để cho nó tiết kiệm thời gian á, cho nên làm miếng xài cùng một lúc luôn. Chứ mọi người mà chét nó ra thì nó sẽ bị vón cục, nên thường là mình sẽ đập như thế này, kem dưỡng ẩm nè. Rồi Hà xài cách ngày, ví dụ như kem dưỡng ẩm với cái zin đó thì là Hà xài một ngày, sau đó thì Hà sẽ dùng qua nhau thay cừu một ngày. Nhau thay cừu thì dưỡng trắng da mờ thâm nám, ví dụ bạn nào bị nám đó thì xài cái này nè. Nhau thay cừu sữa ông chúa vitamin E nám tàn nhang thì giúp trẻ hóa da là cái này nè. Còn cái này sẽ dành những bạn nào mà muốn trắng da mà dạng như là bị mụn đầu đen mụn ẩn đó, thì sẽ dùng cái em này. Cô tóc của nó ướt, nó lù xù dữ vậy. Đi qua xế đầu đi. Xong mình mới tắm xong á cô chú ơi. Nói một câu tiếng Pháp thôi. Nói cô chú ơi, dạo này con học rất là nhiều. Con đọc sách, con biết đọc sách rất là nhiều. Nói tiếng Pháp coi. Tout le monde, j'ai pas beaucoup français et je lis beaucoup. Oh my god. Mẹ không hiểu gì hết. Mẹ Hà không hiểu Xuân Mì nói gì hết cô chú ạ. À. Đi ra xế đầu đi coi. Đây, nhà Hà không có cần phải giấu chìa khóa, treo luôn ngay trước cửa nhà. Không cần phải cảnh sát Canada nói hay nhà Hà mới treo, mà nhà Hà treo luôn đằng trước mọi người. Mà giờ còn có cái xe cùi bắp của bố Xuân Mì, chắc nó không thèm lấy đâu. Trời, hôm nay bố Xuân Mì chăm chú học bài nữa ta. Tính toán gì anh? Đang tính truyền cho khách em. À, vậy là em sắp có lương rồi đúng không?
Đồ mọi người chứ bữa xuân mình đang mấy cái phiếu này là phiếu mua mua đồ sửa nhà cho khách nè. Bây giờ mình cộng lại mình đưa lại cho khách để khách đưa lại tiền cho mình. Thường là Hùng Hà làm đến khi nào mà khách hài lòng thì mới mới trả tiền đúng không anh? Thường thì nhiều khách nào mà dễ thương á, mấy anh chị cô chú mà thương thì sẽ ứng trước tiền cho bố Su Mì để đi mua đồ. Nhưng mà còn nhiều khách nào họ kẹt tiền á thì mình cho mọi người nợ, cho mọi người nợ, cho ông bà cô chú nợ. Đến khi nào mà sửa gần xong rồi thì bắt đầu là bố Su Mì mới là tính hóa đơn các thứ nè. Thường thì Hùng Hà nếu mà có nhiều người anh chị phụ á, ví dụ có hai ba người phụ rồi chồng Hà đi làm nữa thì sẽ phải ứng lương trước để mình trả tiền lương cho mấy anh đi làm cùng. Nên là khách ở đâu à? Khách sở nhà này ở đâu à? Ở trong Montreal á. Sở tiệm chứ, sở tiệm. Tiệm nail mọi người. Nói chung là Hùng Hà ở thì ở ngoài Repentigny nhưng mà sửa nhà là tít ở trong phố mọi người, trong phố Saint-Michel, La Senola hả ha. Các khu lòng vòng đó là người Việt nhiều nên là Hùng Hà sửa nhiều trong đó. Con, chào ông bà cô chú ơi. Lâu lắm rồi không có lên sóng à. Trốn không à cô chú ạ à? Đầu chọc, đầu chọc. Đầu chọc ơi. Ý, từ hôm đi học cạo đầu giờ ra là chút xíu tóc rồi nè cô chú nè. Ừ? Vậy đúng không con? Đúng không? Quá. Con nói đi. Nói nè, Toàn, nói. Cô. Con nói. Cô chú. Chú Con chào. thôi Con chào. Thế thôi, bye bye ông bà cô chú nè. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. chú Đúng rồi cô chú.